Rồi, chào các bạn và mọi người đang xem nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chân vịt bơm nước ruộng này các bạn. Thấy trên chân vịt này cũng lạ lạ nên mình mua mình xem chạy thử coi lên nước mạnh nha không nha các bạn. Để các bạn cùng theo dõi nha. Ra nói về xây thế chẳng đánh đầu hơi sẽ bắp thiệt à. Tăng mía thu mãi quá đây là thu mãi quá đấy.